Năm nay năm rắn rồi, tại sao không về năm rắn rồi em cá? Rắn nè. Ừ. Rồi rắn đâu? Chút xíu con xong nghe con rắn, con rắn ngay đây là. Cái chép là ngay rắn. Nó nhả xíu hả? Mấy ngày thì phai? 15 ngày. 15 ngày phai. Vậy là thí tắm là phải dơ dày luôn hả? Không, không, không. Để 2 tiếng nữa mới được. 2 tiếng nữa tắm được. À. Không phai. Vậy có cá vậy là bao nhiêu tiền? À, 60 ngàn. 60 ngàn. Sao vẽ đầy luôn? Hả? Vẽ lớn lên. Nữa hả? Coi như đây được rồi, mình vừa xâm nhiều mình vừa. Tại sao con không dám xâm? Đó. Có khi nào xâm thiệt luôn không? Không, không xâm thiệt. Xâm thiệt nhìn ghê á, không thích. Thôi cho con rắn coi. Đâu có con gì. Em có xâm không? Có con gì? Con chuột. Chuột hả? Chuột sợ rắn lắm à? À rắn này nhỏ, không nhà được chuột này đâu. Nó cái nhỏ quá. Ở đây con rắn nè. À đây con rắn nè. Con chuột nè. À. Con có hai đứa kỳ lắm á. Vậy hả? Kỳ mà sao à, yêu nhau được? Beautiful. Very good. À. Sao giờ đăng lên anh ơi.